Này cần hay cười, vậy bạn luôn luôn đáp ứng cười từ sáng chiều được không? Không, cái đó người ta tưởng em bị tửng anh. Không được rồi. Và hôm nay trước tiên thì chúng ta sẽ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu trước. Xin mời bạn. Xin chào chị Cát Tường. Rồi, chào bạn. Dạ, chào anh Quyền Linh và xin chào toàn bộ khán giả có mặt ở đây ạ. Rồi, mình tự giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Trần Thị Phương Nguyên, em 30 tuổi. Công việc hiện tại là công việc tự do ạ. Tự do là... Dạ, là em có thể là trang điểm và có thể làm công việc về sổ sách kế toán hoặc là những công việc khác ạ. Việc gì làm cũng được. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Mời bạn trai. Chào bạn. Dạ, chào anh Quyền Linh. À, chào chị Cát Tường và chào các hả các quý vị ở đây ạ. Bạn tên gì? Dạ, em là Trần Nguyễn Hải Quang, năm nay 29 tuổi. Hiện tại đang làm cho tư vấn tài chính cho Dai Chi Life Việt Nam ạ. 29 tuổi? Dạ. Bạn kia 30 tuổi có vấn đề gì không? Dễ thương là được rồi anh. Dễ thương là được luôn. Dạ. Uyên thì sao? Uyên có ngại không? Nếu mà bạn trai nhỏ hơn mình 1 tuổi, Uyên ngại gì không? Dạ không, em cũng bây giờ thời buổi hiện đại rồi. Chuyện quan trọng là mình có hợp nhau về tính tình, về mọi thứ là ok. Tuổi tác không quan trọng. Nhưng mà từ xưa giờ mình có mối tình nào chưa? Tình đơn phương không mà chị? Đơn phương là sao? 30 tuổi chưa có một mối tình nào? Có rất nhiều bạn theo cũng làm quen với em. Nói chung là hẹn hò này kia nhưng mà có lẽ là do không hợp á. Lý do em nghĩ tại sao em ế? Chắc có lẽ khó tính. Em muốn người bạn trai đó là phải thẳng thắn, thật thà, trung thực, bộc trực. Không có nói chuyện bao qua chích chè. Có bao qua chích chè không? Em có bao qua chích chè đâu. Bao qua chích chè hả? Dạ. Trước đến giờ thì em cũng có trải qua được hai mối tình ra. Một mối tình như vậy quen bao nhiêu năm bạn? Dạ, mối tình đầu tiên của em thì quen cũng được khoảng 3-4 năm vậy đó. Lý do sao chia tay? Cảm nhận của em á, do khác biệt về vùng miền anh. Như là do quan niệm của bác trai đó thì cũng hơi đòi hỏi hơi cao. Mà em là miền Nam đó, tự ái lắm anh nên em cũng... Tại vì em bỏ? Em không có bỏ. Chứ ai bỏ? Bạn gái em nói tiếng chia tay trước à. Nói tiếng chia tay mà cười vậy đó. Còn bạn thứ hai? Bạn thứ hai thì do bạn đó nhỏ hơn em 8 tuổi, còn đi học, đại học á. Nên em cũng muốn dành thời gian cho bạn đó học hành cho tốt. Sao hai mối tình dài như vậy mình rút được kinh nghiệm gì? Nếu như đến mối tình thứ ba để cho dạ, nó chắc chắn, mình sẽ cần bổ sung những điều gì? Quan trọng là hai bên phải hiểu nhau, tốt với nhau. Thứ hai là phải cùng nhau đi lên, cùng quan sát cánh với nhau thì nó sẽ bền lâu nhiều hơn. Mà ưu tiên cái là mẹ em nói có câu đó là con dâu về là phải biết cười là được rồi. Là em cười hơi bị nhiều anh ơi, chịu được không anh? Thứ hai nữa là phải biết chăm lo cho cuộc sống gia đình đó, là được rồi. Anh ấy thích người phụ nữ hay cười. Thế Hương giới thiệu về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình một chút xíu. Sẽ thích nấu ăn. Em nấu bún bò, hủ tiếu, nam vang, bún mắm. Nói chung cũng hơi cũng được một chút ít. Bún mắm. Trời, biết nấu bún mắm luôn mắm. Hả? Dạ, có dịp em sẽ nấu mời anh ăn ạ. Cái đó là hy vọng được sớm. Em rất thích chỗ tài nói cho người khác. Nhưng mà mình có đặt ra cái chuẩn mình tìm bạn trai mình là người như thế nào không? Chuẩn người bạn trai á là phải giống từ 50-60% như ba em. Nhưng ba em là người như thế nào? Ba em đó là người rất là bộc trực, thẳng thắn, chịu thương, chịu khó, biết chăm lo cho gia đình. Nói chung là rất là xuất phát. Công việc gì cũng có thể làm được, không có e ngại. Ba em cao mét mấy? Ba em cao cỡ 1m7 đó anh Quyền Linh ạ. Trắng hay đen? Ba em thì nước da ngâm, tại ba em làm bên công việc là thợ hàng á anh. Có hay cười không? Ba em thì cũng bình thường thôi. Bạn này cần hay cười, vậy bạn luôn luôn đáp ứng cười từ sáng đến chiều được không? Không, cái đó người ta tưởng em bị tửng anh. Bây giờ nghe bạn Phương Nguyên nói như vậy, bạn Nam có suy nghĩ gì và cảm giác rằng mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm với bạn Phương Nguyên bên đó? Về chiều cao thì em đáp ứng chắc cũng gần được. Em cao 1m71. Được. Da em thì trắng hơn ạ. Còn bộc trực, thẳng thắn thì đương nhiên là mình phải có rồi. Cái nghề nghiệp của mình là bắt buộc mình phải như vậy. Em được cái là em nói chuyện rất là chân thật. Có sao nói vậy, nói đúng để mà tư vấn khách hàng thôi. Khuyết điểm của mình là gì? Đôi khi cách nói chuyện của em không được hay cho lắm. Thứ hai nữa là không có điểm dừng là... Vui đà quá trớn, không có điểm dừng là vui đà ở chuyện gì? Cái này mệt rồi nha. Ví dụ như là hay ghẹo chọc rồi đó chị, thì em cũng ghẹo cho tới luôn. Với bạn bè thì không dừng được, chứ với bạn gái thì mình làm gì phải có dừng nha. Dạ đúng rồi. Sao lý do nào bạn lại chọn đến với chương trình? Thì bà ngoại của em á, 80 tuổi rồi.
thì coi cái chương trình thì kêu là làm gì làm ấy cho con ngoại ăn cưới, ngoại già rồi đó. Rồi ông ngoại đâu em? Dạ ông ngoại là đã mất rồi ạ. Lâu chưa? Dạ ông mất cũng 6 năm rồi ạ. Bữa nào giới thiệu bà ngoại chơi chương trình nha. Hôm nay có ai đi không? Có bạn em ạ. Bạn em? Rồi dạ. Mình hỏi bạn em cái nào. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Bạn làm chung công ty luôn hả? Dạ cùng quê anh. Cùng quê. Bạn thấy bạn của bạn như thế nào? Có nhiều cô gái đeo đuổi bạn này không? Giờ đẹp trai, nói chuyện hay vậy á. Nhưng mà bởi vậy ai cũng nghĩ vậy, ai cũng sợ đâu dám đeo. Ủa gì kỳ vậy? À, sợ có nhiều người đeo quá. À. Ta sợ nhưng thực chất coi như là mang tiếng đó đúng không? À, có tiếng không có miếng. Thực chất là bạn ấy có không không, bởi đào hoa tới giờ. Đào hoa đâu có ế tới giờ. Thấy cô gái một kiền sao? Thấy tính tình thì chắc cũng hợp nhau á. Mẹ có đi theo không? Dạ có hả? Mẹ đâu? Dạ mẹ ngồi đây ạ. Dạ chào cô. Cô ơi, cô có đặt ra tiêu chuẩn con rể tương lai cho con gái mình không cô? À hả, con nó chịu đâu thì mình cũng chịu theo nó. Thì nó thương ai thì mình cũng chịu chứ. Nhưng mà cô chịu nhưng mà chú nhà sao? Dễ lắm. Nếu mà dễ vậy sao xưa giờ mình chưa có kiếm được ai ở nhà, không có mai mối hay là chung quanh chòm xóm có ai làm tự mai gì cho? Người nó hơi khó tánh, thành ra cái nó rất là đàng hoàng, nó không có mà cười cợt giỡn hay hoặc là đi chơi đi bời gì đó, thành ra nó ít có bạn. Dạ. Nói gì đi. Dạ anh chào cô ạ. Chào gì cô đi. Lần đầu cô thấy con thì cô thấy sao con? À, cô duyệt con rồi đó. Cô duyệt con hả? Anh đã về nước nào mẹ? Em đẹp trai đó, làm sao cao ráo như thế nào? Mẹ duyệt chỗ nào vậy mẹ? À, mẹ duyệt là nhìn mặt thì dễ thương, rất là dễ thương. Còn cao ráo thì tốt. Còn tính tình mẹ thấy sao? Bây giờ thì mẹ thấy nói chuyện thì rất là hiền lành. À, nhưng mà sao thì mình đâu biết được phải không con? Cái này giống mẹ anh này quá vậy, giống mẹ cô này vậy. Dạ cảm ơn cô đó, con coi cô làm con tò mò quá. Trời ơi sướng quá ha, mẹ gì hết trơn vậy đó hả? Vậy là giờ kêu mẹ luôn. Con kêu mẹ được không cô? Sướng quá ta. Trời ơi trời ơi. Vậy đâu cần ông mai bà mối chi nữa trời. Có mẹ đây mẹ chịu luôn rồi. Gặp mẹ này là con số 1 luôn, mẹ số 1 luôn. Rồi có chuẩn bị tinh thần, ví dụ như đám cưới trong một năm nữa thì mình có đám cưới đồ kịp không? À, chứ cần cưới thì là có người lo. Trời, sướng vậy, lo xa lo, à, ở nhà chuẩn bị sẵn gì rồi? Em nghe nói đâu đại nguyên sân vận động. Bản thân đâu? Em là em đã thích lấy vợ chưa? Dạ chưa chị, nhưng phải có thời gian để tìm hiểu. Lấy vợ phải lấy liền tay, chứ để dâu ngày, gió thổi nó bay. Đã là của mình thì là của mình thôi chị. Rồi được rồi, biết rồi. Một năm mới được em. Wow, lâu quá. Để anh coi thử anh. Dạ, chào anh Linh. Phải cưới sớm hả? Thì em đặt ra mục tiêu là một năm vậy thôi. Nhưng mà hợp thì có thể tiến đến hả? Vì do công không seri. Chứ là công seri nhiều lắm. Dạ. Bây giờ chúng ta đã giao lưu với nhau hết rồi. Bây giờ nghe hết rồi. Chúng ta sẽ kéo màn lên cho hai bạn gặp nhau. Có 2 phút để trò chuyện với nhau nha. Để mình xem cái nhìn ban đầu như thế nào. 2 phút bắt đầu. Chào. Chào. Ngày đầu tiên gặp thì có bó hoa xin gửi tặng ha. Dạ, mình cũng có món quà mình muốn gửi. Đây là món quà nhỏ nhỏ mình tự nấu muốn gửi đến. À, nấu ăn luôn hả? Dạ, chỉ có là rau câu đơn giản thôi. Vâng. Rồi cảm ơn. Theo Phương Nguyên thì Quang là người như thế nào? Mới đầu gặp thì nghe cái giọng hơi lớn. Ừ. Ừ. Thì nghĩ chắc cũng không đẹp trai gì lắm. Nói chung là nói chuyện cũng hơi hơi khéo. Em suy nghĩ là không biết anh chàng này có đào hoa lắm hay không. Tại vì sợ đào hoa lắm mắc công á, mình khổ, mình ghen mình khổ thôi chứ không có gì. Nếu mà quen với Quang á, thì cái việc ghen á thì nên kiềm chế bớt nha. Tại vì Quang đi gặp nhiều khách hàng lắm á. Nói chung là mọi đối tượng bị gặp hết. Theo bạn thì suy nghĩ như thế nào về sự tôn trọng? Ví dụ như người mình yêu kiểm soát là ví dụ như đi đâu này kia, hay là kiểm tra tin nhắn điện thoại này kia. Việc đó thì việc đương nhiên thôi, nhưng mà phải có mức độ nào đó. Vậy là mình không chấp nhận được rồi, mình không có thích vấn đề là mình rất là tôn trọng. Thí dụ tôn là mình bạn đi đâu thì mình cũng phải cho mình biết đi đâu chứ, mình khi lo lắng thì sao? Đúng rồi, nhưng mà mình không thích là khi mà quen nhau là cứ kiểm soát nhau, là mở điện thoại của nhau. Thì đó là không, ok. Còn không? Khi ví dụ như hai người giận nhau thì ai sẽ là người làm hòa đầu tiên? Lỗi cho ai?
Ví dụ bây giờ là lỗi mới do Quyên mà bắt Quang chịu sao được. Giận nhau là Quang bỏ đi thôi à? Vậy là càng không được nữa, bỏ đi qua nhà người khác sao? Vậy là còn mất người yêu sớm nữa. Nó đừng có đa nghi vậy tới. Khi giận nhau là phải gặp nhau trực tiếp với nhau, là phải cùng nói chuyện. Thôi không được, thôi ngưng lại. Để nó cãi đi. Nhau á. Cãi nhau tìm ra quan điểm mà cứ cãi. Vì em rất bộc trực. Rồi, tiếp hiệp 2. Khi người yêu mình hay là chồng mình á, cái giận đừng có chớ hề mà cho người ta đi ra ngoài. Bởi vì sao? Cái trường hợp mà xác suất mất người yêu mình ha, tới 90% lận. Bây giờ là nghe theo lời của trái tim mình hay là nghe lời người ngoài? Không, cái đó là sự thật rất là đúng. Cái tánh mình rất là nóng tính. Có sợ không? Không. Tại sao? Giờ mình dài hơn, mình chạy nhanh hơn. Chơi nha. Không được, vậy không được. Ỷ vào chiều cao hả? Không được. Trong tình yêu á, quan trọng là cái sự tin tưởng và chân thật với nhau mới là cái điều quan trọng. Dù cho người này hay người kia có nói gì như nữa, quan điểm của mình á, là phải giữ cho đúng. Mình yêu nhau, mình thương nhau thì phải tin tưởng lẫn nhau. Còn nếu mà cứ nghi ngờ lẫn nhau, giận nhau mà đi qua nhà người khác thì tốt nhất là đừng có quen. Đó, vậy là giờ rút kinh nghiệm được rồi phải không? Hết đi rồi phải không? Cho Quang nói nha. Không biết ai đó để xui cho chúng mình gặp nhau ngày hôm nay. Thì thôi, cứ chương trình thì mình cứ hẹn hò nhau thử đi. Thì cũng cho nhau một cơ hội. Ok. Vậy bấm luôn đi, nói gì nữa. Hai người nói ngọt sớt à. 3 2 và 1. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Nắm tay đi, là tôi mới nói một câu này chân thành lắm nè. Nắm tay đi. Cảm nhận sao? Hơi ấm ấm. Cô á, cô bớt nói lại một chút. Hồi nãy giờ hai người nói chuyện mà ở dưới á, mẹ của cô á là nhìn Cát Tường á là ý là kêu nhắc cô nói ít lại, sợ bạn kia sợ. Mà hiểu không? Hiểu không? Hiểu cảm giác mẹ mình ngồi dưới không? Cô bớt lại một chút đi, mới có ngày đầu à. Cô vừa thôi nha. Đâu muốn giữ hạnh đừng phúc ăn hiếp của mình nha. Ăn hiếp quá không có được. Đây, vé xem phim gửi tặng cho hai bạn. Dạ, cảm ơn. Chúc hai bạn sẽ có những thời gian thật là vui và hạnh phúc bên đây, nhau. Đây, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax tặng cho hai em nha. Cô vui rồi hả cô ha? Nãy giờ nhẹ nhàng, cô thấy cô lo quá, còn lo hơn cô nữa. Mời hai bạn xem phim. Tính cách của em là hơi mạnh mẽ, có thể tự làm được những cái việc mà đàn ông có thể làm. Ví dụ như em khiêng bình nước 20 lít. Như vậy ổn rồi. Thấy cãi lộn quá, tôi sợ. Thấy cãi mới tìm ra vấn đề. Không có gì căng thẳng lắm đâu. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Bạn tên là gì? Em là Bùi Văn Phúc. Năm nay 27 tuổi, hiện tại đang làm công việc là quản lý dự án kinh doanh của công ty BNG. Rồi, mời bạn nữ. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Thùy Vân, năm nay 26 tuổi, làm chuyên viên kiểm định ở công ty Boreal Veritas. Là công ty nó làm về gì ạ? Dạ, công ty đó là chuyên về kiểm định đó chị, chất lượng của hàng hóa. Rồi, chưa có bạn trai hả? Dạ chưa, 26 năm lỡ từ đó tới giờ. 26 năm chưa có bạn trai? Dạ. Lắm có dạ. Được nắm tay trai lần nào chưa? Dạ, muốn nắm lắm mà không có ai để nắm hết. Chưa luôn. Rồi vậy là tôi đương nhiên là hôn là không có rồi cái gì? Dạ đúng, đó xa xỉ rồi chị. Giờ muốn không? Dạ, nếu được thì em làm liền luôn. Bữa nay chị cho em thử cảm giác đó nha. Cảm ơn chị nha. Dạ. Tiêu chuẩn bằng sao mà tới giờ vẫn ế vậy? Tiêu chuẩn của em thì cũng đơn giản lắm. Con trai phải ga lăng nè, phóng khoáng, hơi nghệ sĩ xíu. Nói chung mà nhìn vô thấy có cái chất đàn ông á. Thí dụ bây giờ một hồi mà kéo màn lên, bạn trai bên kia nhào quá ôm hôn bạn liền, bạn phản ứng sao? Nghệ sĩ sống bằng cảm xúc, thấy dễ thương quá đâu kềm được cảm xúc. Ảnh vừa bước tới mà em cũng thấy có mùi là em hư. Có mùi gì? Có mùi ôm là em hư. Tưởng đâu nó có mùi hôi. Nói chung cái gì phải từng bước. Cũng nói lanh lợi lắm mà. Tại sao đến giờ vẫn ế vậy? Dạ thì do nhớ là cũng hơi khó tính. Thứ hai đó là tính chất công việc không thích quen đồng nghiệp mà gắn trong công ty. Tại vì thứ nhất nó có lý do đó là tình cảm vô ảnh hưởng đến công việc. Rồi, những cái ưu điểm, khuyết điểm của mình? Thì em chỉ sống có một mình mẹ em với em, cho nên là tính cách của em là hơi mạnh mẽ và có thể tự làm được những cái việc mà đàn ông có thể làm. Ví dụ? Ví dụ như em khinh bình nước 20 lít. Xong.
Chiên mình nước 20 lít. Dạ. Hèn chi đô quá bắp chuối không à. Bên kia có sợ không? Hơi sợ đó. Rồi gì nữa? Em thì em vui vẻ, hòa đồng, với lại thích làm người khác cười, nhưng mà cũng hay dễ làm người khác giận. Cái đó là khuyết điểm hay ưu điểm vậy? Dạ, vừa là khuyết điểm cũng vừa là ưu điểm à. Và em yêu động vật, ví dụ như có con mèo, con chó nào mà đi lạc là em nuôi hết. Rồi, khuyết điểm của mình? Do em mạnh mẽ quá cho nên thành ra là có những tính cách của con trai, ví dụ như là hơi nóng tính nè, rồi lại cũng thỉnh thoảng hậu đậu hay quên. Bạn nghe những ưu khuyết điểm bên đó rồi, bây giờ mình phải nói ưu khuyết điểm của mình để cho bên kia cảm nhận được. Ưu điểm của em là cũng hòa đồng, vui vẻ, cởi mở, sử dụng em đá banh, hay yêu thể thao, tính tình rất là thẳng thắn, nói nhiều. Nhược điểm của em thì nấu ăn dở và cũng hơi nóng tính xíu. Hai đứa nào cũng nóng tính hết trơn vậy. Dạ không, nếu mà ảnh nói thì em sẽ kìm ảnh lại. Nhưng em có thích đàn ông nói nhiều không? Ảnh mà nói nhiều thì em sẽ bớt nói lại để cho ảnh nói thôi. Em lắng nghe. Ồ, nhưng mà dạ, anh muốn em nói nhiều thì sao? À, nếu mà em nói nhiều thì anh phải nhường em. Không, anh muốn cả hai đều nói nhiều hết. Dạ, ai nghe, không lẽ tôi với anh Quyền Linh nghe. Thà như vậy còn hơn là đỡ hơn là hai người không có nói gì hết. Không, anh thích khuấy động lắm ạ. Thử khuấy động thử coi. Dạ, 2, 3, bắt đầu. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào ngồi xuống xòa bên rèm, lầu kín trăng vàng không hối tiếc, khát khao mong niềm yêu thì thôi mơ ước chi nhiều. Hay quá. Ủa, cái lời bài hát này ở đâu vậy? Bây giờ em cũng không hát mày mấy, cũng ngày hát thôi. Chỉ biết chương trình thời gian có hạn nên hát câu mở đầu với câu kết thúc thôi hả? Em thấy yếu nhưng mà mình không có để yếu thế. Dạ đúng. Đáp lại liền kìa. Dạ, bên ảnh hát thì em nhảy. Chơi luôn. Chỉ cần có nhạc là em có thể nhảy được à. Cho một miếng music. But first, let me take a selfie. Go. Nhạc gì vậy? Để cũng được, cũng chút sôi động được rồi. Một cô gái năng động nha. Đúng rồi, phải mạnh dạn vậy chứ. Xã hội hiện đại rồi, phải mạnh dạn lên vậy ha. Đừng rụt rè. Ông đây hơi rụt rè chút xíu. Không biết giấu hay sao. Để anh coi giấu lại. Giấu gì? Lên. Tức là rụt rè thế không? Ta kêu nhảy là nhảy liền. Hơi hiện đại có gì đâu nhát. Hôm nay mình đến với chương trình á, mình ấp ủ cái mơ ước mình như thế nào? Dạ, nói chung là đàn ông, đặc biệt á là không tỉ mỉ, không quá đàn bà, đừng có lúc nào cũng bóng bẩy chạy trước, và đặc biệt là không được ăn thịt chó. Không đàn bà quá. Có nghĩa là đàn bà chút xíu cũng được. Ủa, không đàn bà là sao em? Là ví dụ như mình quay lại chuyện bình nước, ví dụ như thấy em với lại cái bình nước trống không thì anh phải biết bê bình nước chứ không được để cho em bưng. Ủa, nãy em nói là em bê bình nước được mà. Chào chị Cách Đơn. Có ăn thịt chó không? À, thích nuôi chó. Rồi hỏi tiếp nè. Bạn gái bên đây là một người rất là năng động. Em rất thích đó. Em có ngại không? Cá tính là em cũng rất là thích. Bạn không thích cái điểm nào ở người bạn gái? Không, nhiều. Sao vậy? Tính của em là hay chọc. Mà chọc một lần chọc tới luôn. Chọc mà không cho người ta khóc. Mà nói lần khóc là em từ bỏ. Bức bối. Tại vì em hơi bị nóng tính. Vậy đừng có chọc người ta. Không biết sao nữa nhưng mà lại thích chọc. Sợ những con gái khóc. Mà con gái khóc là không biết làm gì hết trơn á. Ngồi im lặng vậy thôi. Im lặng mà trong bụng bực à? Có dỗ nhưng mà không nín. Lúc đó mình mới bực. Thí dụ giờ khóc rồi dỗ. Dỗ đi, dỗ sao à... Thôi đừng khóc nữa chị ơi. Đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa chị ơi. Đơn giản quá. Phải nghĩ cách nào dỗ sao chứ. Thì thế nên mày hỏi là lý do tại sao. Tại anh chọc em bực. Anh chọc em như vậy thôi chứ thật sự là chọc cho vui thôi chứ còn... Mà em không thấy vui. Thật sự nhiều lúc cảm thấy hơi quá. Xin lỗi em đi. Mà xin lỗi thì cũng nói được thôi. Okay. Giờ xin lỗi không? Thì... Thôi em xin lỗi chị Đẹp Tường. Có cái lúm đồng tiền giống tôi tha đó. Nói chung cũng dễ thương. Cũng được. Theo tôi thì bạn nên tâm lý chút xíu nữa. Tức là người ta phải cái cách xử lý khi mà người phụ nữ giận, hay là thay một lời xin lỗi bằng một bó hoa nào đó. Mình phải nghĩ cách. Nhưng mà đôi khi thì nhiều chuyện huống bất ngờ, đâu có chuẩn bị kịp đâu anh. Chị thấy cách mà đơn giản nhất á, chị nói thiệt luôn, chị phụ nữ nè, giờ hai người mà đang gây lộn giận khóc gì cũng biết, nhưng mà cứ ôm chị chặt vô là chị hết giận à. Nhưng mà chị Cát Tường bên đó không thích ôm. Xạo, không có phụ nữ nào mà không thích bạn trai mình ôm hết á. Lúc đầu nói vậy là nghe thấy mùi ôm là em đá văng ngay mà. Nên là... nhưng mà em thích dựa, anh có thể là bờ vai cho em dựa được không? Thì bờ vai anh luôn sẵn lòng cho em dựa vào. Trời ơi, ghê quá à.
Nên bạn hôm nay đi có ai theo ủng hộ mình không? Dạ có bạn em. Đâu bạn em đâu? Chào em. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh. Vân bình thường là người như thế nào? Có ai để ý nhiều không? Dạ Vân thì tập trung vô công việc là nhiều ạ. Chủ nhật mà công ty cho đi làm là bạn ấy cũng đi làm luôn. Chị đi chơi với con gái tụi em thôi, chứ còn con trai thì không có, cho nên đến bây giờ vẫn ế ạ. Ở dưới khách quan nhìn lên thấy hợp nhau được nhiêu phần trăm? Dạ em thấy là cũng gần như 80-90% ạ. 80-90%? Vậy là cũng được ha. Rồi chúng ta rồi, vậy bây giờ hai người sẽ tâm sự với nhau 2 phút nha. Kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút. Bắt đầu. Em chào anh ạ. Chào em ạ. Anh có món quà nhỏ tặng em ạ. Em cảm ơn anh. Rồi. Anh hay đi đá banh hả? Thứ bảy chủ nhật là anh cũng thường đi đá banh. Em cũng thích, rất là thích thể thao. Em thì em thích đội Manchester City. Kinh địch của anh rồi. Vậy là anh thích Manchester United. Anh thích hầu như trận nào anh Manchester đá, hầu như anh cũng đi theo cái coi. Dạ, dạ. Vậy là kinh địch này không biết không sao, nếu mà mình ở hai chiến tuyến thì lúc đó mình sẽ phân tích được đối phương nhiều hơn. Cho anh hỏi cái quan điểm của em là như thế nào về tình yêu? Em cảm thấy là người nào yêu nhiều hơn thì người đó sẽ thua cuộc. Anh chưa hiểu lý do tại sao yêu nhiều là người thua cuộc. Rồi em yêu anh nhiều hơn thì em sẽ kiểm soát anh nhiều hơn, thì dĩ nhiên là anh không có thích rồi đúng không? Vô tình em đã tạo lên áp lực cho anh rồi. Dạ em có thích kiểm soát? Dạ không, em thích tôn trọng đối phương. Mỗi người nên có một khoảng không gian cho mình. Ok. Thời gian rảnh thường em thường làm gì? Em thích xem phim hành động nè, hoạt hình nè. Thì em... Phim ma em thích coi không? Em không dám coi một mình. Sao ạ? Em coi một mình em dễ bị ám ảnh lắm. Sợ giật mình á. Không, ví dụ như đi trong hành lang tối mà chị Cát Tường mà hù em là em phải giật mình rồi. Ồ vậy giờ là vợ là anh đi, anh hẹn em, anh chạy em đi qua một con đường tối thì sao? Chi vậy? Không sao. Tại vì đường đó là đường đó không có đèn. Quan trọng là anh có là người đủ để cho em tin cậy để em cùng anh bước qua con đường tối đó không? Rồi em có gì hỏi về anh không? Dạ không, tại vì em nói chung là em cảm thấy anh đúng như bạn nói là có vẻ như là 80-90% hợp với em. Còn em không biết là anh cảm nhận về em như thế nào. Chắc không? Mới ban đầu thôi, còn về sau thì có thể là giảm hoặc là tăng lên nữa. Nếu sau bữa nay anh hẹn em thì em nghĩ sao? Dạ được. Nếu ba mẹ anh bắt em làm về làm dâu, sống cùng ba mẹ thì em nghĩ sao? Nói chung là cũng vòng vòng trong thành phố thì đó là bình thường không sao hết. Nếu muốn về quê sao? Nếu muốn về quê, quê anh ở đâu? Quê anh gốc, quê gốc của anh là Hải Dương. Ở Hải Dương. Nhưng mà sinh ra ngoài đó nhưng mà từ nhỏ sống trong Sài Gòn. Dạ, giờ là thỉnh thoảng là sẽ cũng sẽ ra ngoài đó. Không, giờ về ở luôn á. Ở luôn thì chắc là hơi khó đối với em, tại vì em chỉ sống một mình với mẹ em thôi. Cái đó hỏi thách đố thôi, ta đã ở đây lâu rồi mà hỏi thích chơi khó mình vậy đó. Em quen trong bao lâu thì em xác định đủ để đi tới hôn nhân? Nếu mà đã đến lúc rồi thì sẽ đồng ý, không quan trọng tới thời gian. Rất hay. Rất là quyết liệt và táo bạo, nhưng chưa chắc bấm nút. Thử xem nào, cô ấy có bấm nút hay không. Sau 3 tiếng đếm sẽ biết kết quả. 1 2 3. Chúc mừng hai bạn. Tại sao bạn Nam lại bấm? Là vì em thích cái tính cách và cách nói chuyện của cô gái. Còn bạn nữ? Em cảm thấy đây chính là một cơ hội của mình. Cơ hội đến thì mình phải biết nắm lấy. Nắm tay nhau, cơ hội đến là phải biết nắm lấy. Nè, nhớ cái hồi nãy giới thiệu sao chưa bao giờ được nắm tay. Dạ. Cảm nhận cái nắm tay đầu tiên như thế nào? Dạ, ấm áp. Một cái hôn đầu tiên. Một cái hôn đầu tiên. Dạ thôi, từ từ. Để phía sau hậu trường. Sử dụng cái này phía sau hậu trường. Nước xịt thơm miệng thảo dược, Relax. Dạ, em cảm ơn. Bé xem phim gửi tặng hai bạn. Phim ma đó. Cảm ơn anh. Hô! Đó, vậy, vậy đó. Chúc hai bạn hạnh phúc. Có anh giỏi lắm, có hay quên. Nhược điểm thì không biết nấu ăn. Rồi hai đứa này ăn cơm tiện luôn. Còn bên đây mấy mối tình? Vài mối tình. Vài mối hả? Thì dạ. Nhỏ hình lý tưởng rồi, đúng chú Quỳnh Linh. Em nói đi, anh sẽ lo cho em học thiết kế. Anh sẽ lo cho em học thiết kế và lo những cái đó. Nữa. Xin mời nhà gái. Mời anh trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Cưng giới thiệu về mình đi. Dạ, trước tiên con xin chào cô Hồng Vân, con chào chú Huyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào tất cả quý vị khán giả.
Con tên là Trần Thị Cát Phương, con năm nay 29 tuổi. Nghề nghiệp là con đang làm thu ngân. Thu ngân? Ở đâu? Dạ con làm ở quận Nhất ạ. Mà đợt dịch vừa rồi thì cửa hàng con đã đóng cửa. Nên bây giờ con đang tìm một nơi làm mới ạ. Rồi nhà mình ở Sài Gòn luôn hả? Dạ con sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, con ở quận 8. Xin mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ em tên là Trần Hồ Tân Hồng, năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp của em là kỹ sư xây dựng. Quê em ở Đồng Tháp và hiện tại đang sống và làm việc ở Sài Gòn. Làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh quận mấy? Dạ quận 7 ạ, đang có công trình quận 7 ạ. Rồi quận 7 qua quận 8 cũng gần ha. Rồi nhà gái cho tôi biết một chút về ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ ưu điểm của con là con sống tình cảm, con biết vẽ. Còn khuyết điểm của con hơi nhiều một chút là con hơi ít nói, với lại là con nấu ăn dở lắm, con hay quên nữa. Dạ. Còn bạn bên kia làm sao? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, không biết hút thuốc. Nhược điểm thì không biết nấu ăn. Rồi hai đứa này ăn cơm tiệm luôn. Nhắc gì ăn bị gói quá anh. Rồi bạn đàn gái có mấy mối tình rồi? Dạ con trải qua hai mối tình rồi. Mối tình thứ nhất là năm 22 tuổi, được 2 năm. Rồi mối tình gần đây nhất là cũng 2 năm, con chia tay được mới 1 năm ạ. Còn nhưng mà lý do tại sao lại chia tay? Yêu xa cho nên là tình cảm cũng nhạt dần. Còn bên đây mấy mối tình? Vài mối tình. Vài mối hả? Dạ. Tỷ lệ bên đó là thua bên đây rồi đó nghe. Bên đây người ta có hai mối tình thôi. Chào Cưng. Ừ. Rồi bây giờ Cưng muốn cái người bạn gái của Cưng phải như thế nào? Dạ vui vẻ, hòa đồng, biết kính trên nhường dưới. Đừng nói biết nấu ăn nha. Tóc dài. Không cần biết nấu ăn đúng không? Chứ bên đây là người ta không biết nấu rồi đó. Quan trọng là tinh thần về học mà, chị ơi. Dạ. Gia đình hai đứa lấy nhau thành gia đình mì tôm. Rồi cái điều mà em không thích ở bạn gái là gì? Bạn gái là đừng có xăm hình. Cái tình hình kinh tế bên nhà gái bên tôi hiện giờ là đang cực kỳ suy thoái. Là tại vì cái dịch vừa rồi cho nên bên nhà gái chúng tôi hiện giờ đang thất nghiệp. Bên nhà trai thấy sao? Có cu mang nổi hay không? Chắc cũng được chị, chắc cũng được chị. Được đúng không? Kỹ sư xây dựng mà gì? Gói thì bao la. Bao la đúng không? Dạ. Gói bao la. Bao la. Bánh bao vô tư. Cứ mì gói bánh bao hoài luôn. Này chào em gái. Dạ con chào chú Huyền Linh. Sao buồn vậy? Dạ con hơi hồi hộp. Hồi hộp cười tươi lên. Trời ơi bà mối hồng dân đến đây mà để cho cô gái buồn quá con. Bây giờ con thích người đàn ông của con mẫu hình lý tưởng thế nào? Dạ mẫu hình lý tưởng con là giống chú Huyền Linh. Này đẹp trai giống... Đẹp trai hơn, đẹp trai hơn chú Huyền Linh, Linh được luôn không? Đẹp hơn chú Huyền Linh được không? Ừ, mặt dạ, tôi được. Da đen hơn chú Huyền Linh. Không, da xem chú Huyền Linh ha. Nói chung là đẹp em trai. Cao nhiêu, em cao nhiêu vậy? Dạ, 1m68 ạ. Bây giờ hôm nay con đi với ai nè? Dạ, con đi với mẹ. Dạ, chào chị Hồng Vân và anh Huyền Linh. Chào khán giả trường quay. Thế tôi nhận thấy thì cậu trai này dễ nhìn, thấy dễ mến. Cảm ơn. Cảm ơn mẹ. Rồi nếu hai con có cho cơ hội thì tìm hiểu nhau. Bây giờ là em trai, ai đi với em giới thiệu cái coi. Dạ em đi với mẹ, bạn thân, mấy anh chị đồng nghiệp trong ty với hai anh em họ. Chào quý vị khán giả trong trường quay, còn chào bên đàn gái, chào cháu. Dạ con chào cô. Cháu gái bên này thì giòn cũng dễ thương, dễ mến. Nếu được thì hai con cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu. Bây giờ nè. Đàn gà trai á, mình nói vài câu với đàn gái đi. Mình giao lưu một chút đi, hai bà xui tương lai. Hai bà xui đó. Đúng rồi. Chào cầm video đi chị. Rồi. Chào chị. Nếu mà được thì hai cha mình làm xui ha chị. Dạ. Vui vẻ ha. Dạ. Dạ em nay là 53 tuổi. Còn chị? Tôi năm nay 55 ạ. Dạ. Dạ, dạ xin chị nếu em. Nếu có cơ hội ơi. Hai chị em mình làm xui. Rồi hai chị em bước tới ôm giao lưu cái đi. Ừ đó. Trời ơi, tình cảm biết đâu. À. Bây giờ mở rào thôi Vân. Ừ, đúng rồi. Mở rào. Mở rào. Anh có món quà muốn tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Dạ không. Em mở cái hộp ra coi là gì chọn. Hình trái tim được xếp bằng những tờ đồng 1.000 và 2.000 ạ. Đâu đưa coi coi. Dạ, ý nghĩa là sao cưng? Dạ, em muốn gửi những trái tim có cánh này gửi đến bạn gái, để gửi những lời yêu thương bạn gái.
Dạ em cũng có món quà tặng lại anh. Gì vậy nói đi. Dạ món quà này là bức tranh, không phải bức tranh em vẽ đẹp nhất mà là bức tranh ý nghĩa nhất đối với em, là em vẽ cái bộ áo cưới mình ao ước à. Em thích làm thiết kế hả hay sao? Dạ đúng rồi, ước mơ của con là làm thiết kế. Ok, cái này chắc bỏ nghề Thu Ngăn đi làm thiết kế. Được, mở cho khán giả coi có đẹp không. Đó cái mẫu áo cưới của cổ đó. Con vẽ đó hả? Dạ. Xuất sắc. Dạ con cảm ơn chú. Rồi. Không, để được vậy là xuất sắc đó. Đó cái này nếu mà con đo cô Vân con mai khác kịp chú nha. Tại sao mình không đi học thiết kế đi? Dạ tại vì con hồi đó con có học thiết kế nhưng mà tại vì điều kiện gia đình không cho phép nên con bỏ giữa chừng con đi làm à. Chắc là học phí cao hả? Dạ. Thiết kế thì một khóa thì khoảng bao nhiêu con? Gần 20 triệu. Bên nhà trai coi sao. Để nhà trai lo. Trời ơi tưởng cái gì nó lớn lao. Bây giờ con có muốn đi học lại không? Ăn mì tôm để dành được. Dạ. Được, em nói đi, anh sẽ lo cho em học thiết kế. Anh sẽ lo cho em học thiết kế và lo những chuyện khác đó. Nữa em dễ thương nha. Dạ em rất là ngoài tiên liệu luôn đúng không, dễ thương. Dạ, ngoài tiên ngoài... thấy bé mặt nó cứ buồn buồn á, em cố gắng làm sao về em cho nó cười hoài đi, chị thấy nó u uất cái gì mà mặt nó cứ buồn luôn hoài nha. Ừ. Dạ. Con cười tươi lên nào, cười tươi lên rất là đẹp. Hiện tại em đang làm ở đâu ạ? Thất nghiệp tại nó ta thất nghiệp mà hỏi nỗi đau của ta. Thôi Thu Ngăn này thôi về nhà thu tiền của anh cũng được. Nó giữ tiền của anh xong đi học thiết kế. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Trời, dạ. Nói thấy thương hết sức luôn rồi. Nếu mà hẹn hò thì một tuần mình gặp nhau mấy lần à? Dạ, em nghĩ quận 7 với quận 8 nó gần, chắc là một tuần mình gặp mấy lần được à? À, anh thì làm ở quận 7 thôi, nhưng mà hiện tại đang ở quận 9. Quận 9 với quận 8 cũng gần. Sát bên, 8-9 sát bên. Cái bên, quận 7, 8 cũng vậy. 9. Dạ, đúng rồi. Dạ. 7-8 cũng vậy mà 8 vậy. Này cuối tuần này chắc mình triển luôn đi. Ngoài thích vẽ còn thích thiết kế còn thích gì nữa không? Dạ em thích ăn uống, thích du lịch, thích đi chơi với bạn. À anh còn đi chơi anh với bạn dạ? Đi chơi với anh. Dạ chừng nào có anh thì mới thích đi du lịch với anh. Thì anh thì anh thích thể thao chứ cái nữa giờ thích đi chơi với em. Đó, thì đó, trời cưng quá. Hay được, hay được nha. Dạ. Ví dụ này được à. Anh ghen có một tí à. Đi đâu đi chơi với ai phải nói để biết, lỡ đi ra ngoài đường hay khơi bị nào bắt cóc rồi sao rồi được. Rồi đừng có nhắn tin liên lạc với người yêu cũ các kiểu, không được. Dạ, cái đó thì em không có à. Còn em ghen dữ không em? Dạ không ạ. Em thì em nghĩ là ai cũng có những cái mối quan hệ khác ngoài cái mối quan hệ yêu đương, miễn là mình biết chừng mực là được rồi. Đúng rồi, nhưng mà phải rõ ràng. Dạ. Đúng rồi. Anh có lăng nhăng không ạ? Không, không có lăng nhăng lắm đâu. Không có lăng nhăng lắm hả? Nói chung là anh có lăng, nhưng mà nhăng cũng có. Nhưng lúc nào lăng là lăng, còn lúc nào nhăng là nhăng. Lăng phải cái nhăng. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Anh với em cũng xem tuổi cũng lớn rồi, coi được cuối năm cưới luôn em ơi, coi được cuối năm cưới luôn em ơi. Rồi bây giờ cưới nhau rồi ở nhà ai? Hiện tại em đang ở nhà quận 9 á, thì được thì bạn gái về nhà em ở. Em trai bước tới nắm tay em gái. Nắm tay ca hát đi cho nó vui nè. Cho tay hát bài gì đó nắm tay. Vừa đẹp người phọt phiết đồ ngon lành. Cho anh xin nắm tay. Dạ. Yeah. Nhìn cô gái hát. Tìm được người con gái thật dịu dàng dễ thương, với tóc đuôi dài như án mây phiêu bồng. Một người thật đầm thắm, một người chịu sẻ chia, biết lắng nghe lòng tôi những khi tôi buồn. Nhẹ nhàng vòng tay nàng ôm lấy tôi, ngàn lần buồn sầu chợt tan. Em trái tim anh nó bị em cướp đi rồi, giờ em phải đền bù cho anh là để anh quan tâm chăm sóc em trong thời gian sắp tới. Dạ. Yeah. Trời ơi rụng nụ luôn á, rụng nụ luôn. Kiểm tra con tim của mình xem thật sự nó rung động chưa các bạn. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Hãy nắm tay. Bây giờ bắt đầu chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Rồi nói vài lời với bác đi.
Dạ bác ơi, cho con xin phép được quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho em. Rồi em gái nói gì với thiệt luôn á? Dạ lòng con chào bác ạ. Con cảm ơn bác đã sinh ra một nửa mà con đang tìm kiếm. Dạ thưa mẹ đi, mẹ hay má? Dạ thưa mẹ. Trời đó, bên đây nè, không lẽ mình thua? Thưa mẹ thôi. Và bây giờ là cái hôn đầu tiên nè. Dạ xin phép mẹ cho con hôn vợ con một cái. Dễ thương. Rồi và đây là những món quà của chương trình gửi tặng cho các bạn. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda, tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tsubasa o hiroge donde yukitai yo. Ông muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, không hút thuốc. Không bị đầu hói. Hai đứa mà có duyên với nhau thì hãy cho nhau một cơ hội. Một cặp đôi đã bấm nút hẹn hò. Và bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với cặp đôi thứ nhì để xem họ có bấm nút chọn nhau hay không. Xin mời. Xin mời. Mời nhà trai. Đây, ngồi đi. Xin mời. Bye. Nhà gái. Mời bạn trai. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân và em chào bạn nữ bên kia. Và em chào tất cả quý vị có mặt trong buổi tối hôm nay. Em tên là Nguyễn Mạnh Phước, năm nay em 28 tuổi. Em sinh sống tại Đắk Lắk và hiện tại đang làm việc tại Bình Dương. Em làm kỹ thuật viên của công ty thiết bị y tế và cáp quang. Rồi, mời em giới thiệu đi. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chào bạn nam bên kia và chú Quyền Linh. Con tên là Nguyễn Thị Hoa, năm nay con 26 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Củ Chi, Hồ Chí Minh. Củ Chi hả? Con ở Củ Chi hả? Dạ, ở Củ Chi ạ. Con làm nghề gì? Dạ, con làm giáo viên tiếng Nhật. À, giáo viên tiếng Nhật hả? Dạ. Ồ, là dạy ở Củ Chi luôn? Dạ, hiện tại là con dạy ở nhà. Vậy là hợp lý rồi, Củ Chi với Bình Dương sát bên. À, vậy đó hả? Ừ. Chi, Bình Dương sát bên luôn anh. Qua cầu Phú Cường là tới Củ Chi, ý quên tới Bình Dương. Thôi, như vậy là hợp lý ha. Dạ. Em trai, hãy nói cho đàn gái biết những ưu điểm và khuyết điểm của mình. Dạ, cái ưu điểm của em là em rất là sạch sẽ, gọn gàng. Em nấu ăn ngon, với lại em không hút thuốc và em không biết nhậu. Uống cỡ tầm một ly là cái mặt tái luôn anh. Say. Tốt ha, nấu ăn ngon tốt ha. Dạ, em nấu ăn ngon anh. Được rồi. Rồi, còn bên đây, bạn bên đây nè, điểm yếu, dạ, điểm mạnh. Ưu điểm con là biết lắng nghe với nhường nhịn, chịu. Nói chung là chịu đựng để qua tất cả. Biết chịu đựng đúng không? Dạ. Còn khuyết điểm là những gì mà mình bực, mình bị kiểu như là mình ấm ức trong lòng thì không có nói ra với ai hết. Với lại là đi đường hay bị buồn ngủ. Đi đường hay bị buồn ngủ? Dạ, chạy xe hay bị buồn ngủ. Cái tật đó là phải bỏ. Dạ. Nghe. Và cái tật mà ấm ức, mà chấp nhận, mà chịu đắng nuốt cay cũng bỏ luôn. Mình không lý do gì mình phải ấm ức như vậy, mình phải nói ra
mở lòng ra. Dạ. Ha. Con có mấy mối tình rồi? Dạ, con có 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là năm con học lớp 12. Còn lớp 12 thôi bỏ đi, rồi cái mối tình tiếp theo. Mối tình cuối cùng là lúc con mới vừa về nước. Con vừa về nước hả? Dạ. Có nghĩa là con đi học ở đâu? Dạ, con đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật Bản. À, rồi. Con về nước là quen với anh đó là cũng như là mối nhà, buôn bán với nhà. Ừ. Nhưng mà cái thứ nhất là không hợp, với lại bị áp lực từ gia đình. Nên con đã chia tay. Cái đó con quen được mấy năm? Lúc đó là mới được có 3-4 tháng à. Dạ. Nay lâu mau rồi? Chúng được 1 năm, hơn 1 năm rồi. Rồi đàn trai. Dạ. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ em có 3 mối tình anh. 3 mối hả? Dạ. Mối ngắn nhất là dạ, mối ngắn nhất là 5-6 tháng cái thời sinh viên anh. Còn rồi. Có mối dài nhất là cái mối tình cuối cùng. Em lúc đó em cũng còn trẻ lắm, mình muốn bay nhảy, mình muốn tìm tới một cái con đường khác hơn. Muốn đi nước ngoài thì em cũng có đi xuất khẩu lao động sang Nhật. Đi ủa vậy hả? Sinh. Dạ. Ủa vậy hai bạn cùng đi bên Nhật về? Dạ em cũng có đi, nhưng mà lúc đó em đi có 1 năm thôi anh. À. Là cái mối tình đó là lúc em học tiếng Nhật năm 2016 đó, em quen bạn gái đó. Khi học xong rồi em đi qua em đó thì hai người khoảng cách xa xôi á. Xong cũng ít có liên lạc, kiểu sao mà cách lòng á, tình cảm nó cũng nhạt nhòa rồi, hai người nó cũng không có chung quan điểm á. Tụi em đã quyết định chia tay. Em chia tay cũng được 1 năm rồi. Ủa, hai bạn này đồng điệu ghê luôn á. Đúng đi cùng đó. Đi xuất khẩu bên Nhật nè. Đúng rồi. Rồi cùng chia tay ở không 1 năm nè. Bây giờ hai bạn thử hỏi nhau về bên Nhật vài câu tiếng Nhật đi. Đúng rồi. Hajimemashite. Hai. Nansai desu ka? Watashi wa kotoshi 26 sai desu. Sumi wa nan desu ka? Dokuso desu. So desu ka. Ma ima doko ni sende imasu ka? Kuchi kara kimashita. Shimachu wa jikan atta ra itsu ni de Deto desu ne. Hai. Thôi được rồi, đủ rồi. Mình nghe mình không hiểu gì, mình cảm thấy mình khó chịu với sợ luôn á. Nhiều khi á nó nói hai đứa nó nói anh có hiểu không anh? Linh thấy ghét quá rồi, bên kia nó bà Hồng Vân bà sao sao đó là chết, không có được, không có được. Ông Linh hiểu đó Vân. Hiểu cái gì? Linh hiểu hết luôn á. Hiểu gì dịch tôi nghe coi. Để chút khi nào nó dựng lại dịch sao. Em gái ơi. Em có biết bài Chibasa không? Em biết đó mà em không thuộc nó. Rồi hai người cùng hát bài đó thử xem nào. Vậy anh hát cho em một khúc cho em nghe nha. Rồi. Dạ cảm ơn anh. Hai người cùng hát lớn lên luôn nha. 2, 3. Ima watashi no negai ikoto ga kanai chibasa nagasa ga hoshi. Kono sora ni tsubasa o hiroge donde yukitai yo. Bài hát đó là giống như là nói về những loài chim ngoài thiên nhiên, như chắp cánh bay xa, những ước mơ vậy anh. Rồi, coi như một cái ước mơ đã bay xa ha. Nói về chim với lại là bay xa rồi thôi. Dạ dạ. Dạ, chào chú Quỳnh Linh. Làm như là ở Nhật lâu chắc cũng giống người Nhật ghê luôn á. Y chang luôn rồi đó. Trời ơi, giống Nhật quá trời rất luôn rồi đó. Bạn này giống mấy con búp bê Nhật á. Dễ thương. Bây giờ con muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, không hút thuốc. Không bị đầu hói. Rồi, ông sốc nữa rồi. Ông Quyền lên ông sốc. Em không có hói đó anh. Có người hói thôi, còn nó không có hói. Đi nước ngoài rồi mà vẫn tư tưởng không thích đầu hói là sao? Người ta không thích thì người ta không thích. Tôi nghe tôi bực sao? Mình. Ừ, người ta không tư thích. Tưởng tiến bộ là không có hói hiếc gì đây chứ á. Dạ nghe chị. Ừ, cưng. Dạ. Cưng muốn cái người bạn gái của mình sao nè? Dạ, em muốn người gái của em nhỏ nhỏ, xinh xinh. Em muốn một cái người phụ nữ hiện đại hay là truyền thống? Em muốn một người phụ nữ truyền thống. Nhưng mà khi đi chơi đồ thì có thể phá cách rồi cho nó xịt tin lên. Vừa phụ hiền truyền thống vừa hiện đại ha. Dạ, dạ. Em không thích phụ nữ điều gì? Em không thích phụ nữ là hay bừa bộn vậy đó. Nãy giờ hát tiếng Nhật với nhau rồi nói về cái điểm mạnh điểm yếu, em thấy cái bạn này là bao nhiêu phần trăm phù hợp với cái suy nghĩ của em? Dạ em thấy thường thường thì hai người quen nhau thì nếu mà cùng chung cái cách nghĩ cùng chung cái quan điểm thì nó dễ cái bắt đồng.
Ví dụ bạn nữ bạn kêu là bạn hay là có cái gì hay để trong lòng hay giấu, còn nói ra. Còn cái tính của em á là em là cũng văn quản, là em thật thà. Nói chung cái gì mà trong cuộc sống gia đình hay trong hôn nhân hay là bất cứ một việc gì thì em cũng là người chủ động chia sẻ trước. Em sẽ hỏi, em sẽ quan tâm, em sẽ hỏi là đến khi nào mà người vợ của em hay là bạn gái và em nói ra được những cái sai, những cái lỗi lầm đó, rồi hai người sẽ cùng nhau bàn cách để khắc phục và cố gắng để vun đắp hơn nữa, chứ không không được im lặng. Nếu mà cuộc sống gia đình mà chỉ có im lặng xong thì chắc chắn là sẽ rất là dễ đổ vỡ. Đó, thấy chưa? Dạ. Thấy tôi nói từ đầu em chưa? Thấy rất là hợp với em nhỉ. Ừ, không có phải im lặng cái nói gì thôi phải chứ, nói ra. Dạ. Bên đàn gái đó rất là dễ thương. Gọn chắc ha. Rất là dễ thương, mặt xinh. Nãy mà chị Hồng Vân nói là giống búp bê đó. Búp bê Nhật Bản. À. Thấy mấy bạn gái Nhật Bản toàn đánh má hồng không? Bây giờ nè, em ngồi dưới đây đi. Em nhìn 4-5 người hàng ghế đầu. Em coi coi ai là người bà con với cô gái ngồi kế bên. Không, dạ. Em chứ mấy bà con, em luôn. Thì nói gì luôn, đây nói bà là con. Bạn nữ mặc áo jean. Áo jean đó hả? Dạ, áo jean đó. Rồi, vậy đoán sai rồi. Sai quá, sai à, sai. Là bạn áo jean sai thì bạn áo... áo vàng. Đó. Đúng rồi, cái mặt y chang cúp bế mà của Nhật Bổn á là đó đó. Dạ mặt dễ thương mà có sao. Dễ thương lắm. Ừ, trời nhìn ơi. Như con búp bê vậy đó. Ừ. À, hôm nay là đi với Dạ đi với mẹ, chị và em gái. Rồi, mẹ ơi, mẹ cho ý kiến đi mẹ. Dạ con chào cô. À, chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân. Dạ. Dạ chào hết bà con có mặt trong trường quay hôm nay. Mình là mẹ của bé Hoa. Nói chung là thấy cháu trai bên này thì cũng được. Thì giờ đến đây cũng một cái duyên của hai cháu, của hai con. Thì cho hai con cứ cho một cơ hội đi, để mà tìm hiểu. Nếu được thì mình hãy tiến xa hơn. Dạ. Xin hết. Dạ, em gái. Em gái đúng không? Em là em hả? Em là em gái. Em gái hả? Dạ. Em gái là... nhiêu tuổi? Em gái nhiêu tuổi rồi? Dạ em bằng tuổi chị. Ủa sao vậy? Dạ. Ủa? Em sinh đôi. Xanh hả? Hèn gì mà đôi. Giống quá trời quá đất. Ý nói nghe nè. Ví dụ mà quen á rồi có nào bị lộn không trời? Dạ không. Khác nhau vậy, vấn đề gì nói trước nghe coi. Dạ khuôn mặt nó khác nhau chứ Quân Linh. Khác chút xíu hả? À, khác chút xíu à, đúng không? À, dễ nhầm lắm. Dạ em ra riêng rồi, em lấy chồng à. À vậy hả? Mà, cảm ơn gia đình. Còn đàn trai đi với ai? Dạ em đi với ba mẹ với lại cô, với lại em gái với lại anh với chị. Rồi dạ, mời ba mẹ cho ý kiến ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả trường quay. Và cô chào con. Dạ con chào cô. Cô thấy con cũng xinh, cũng dạ, hiền lành. Thì hai đứa mà có duyên với nhau thì hãy cho nhau một cơ hội. Dạ. Nói chung là hai gia đình hôm nay là đã chứng kiến cuộc nói chuyện này rồi. Bây giờ lại cho hai trẻ gặp mặt đi, rồi hai trẻ cảm nhận thế nào. Đó, nha. Đó, đúng rồi. Mở rào. Chào em. Chào anh ạ. Thành công quà tặng về em. Em cảm ơn anh ạ. Mở ra nha. Dạ. Đó, coi là gì nè. Dạ chiếc gối cái đồng hồ. Chiếc gối với cái đồng hồ anh muốn gửi tặng cho em, mang một thông điệp là chiếc gối thì làm bằng đinh lăng. Trong cái đinh lăng thì giúp buổi tối em ngủ sau những ngày mà dạy học mệt mỏi á, thì yeah, em sẽ có giấc ngủ sâu hơn. Rồi sáng ngày sẽ tỉnh giấc dậy mà em đừng quên hạn giờ đồng hồ. Vì mỗi sáng thức giấc dậy tiếng đồng hồ reo em sẽ nhớ đến anh. Đó là cái thông điệp mình gửi đến em. Dạ cảm ơn anh ạ. Em cũng muốn gửi tặng anh ạ. Tôi về tôi mua cái gối đinh lăng tôi nằm. Đây là cây phất tài nhà em trồng. À. Cây phất tài bước sen này là ba em dầm mưa đi hái. À, nên có ý nghĩa là chúc anh gần ngày phất tài phất lộc hơn. Ừ, cảm ơn. Em đang ở Củ Chi, anh thì chưa có dịp đi qua Củ Chi chơi lần nào hết. Anh hy vọng sau chương trình này rủ anh đi tới Củ Chi chơi, cho biết Củ Chi. Dạ. Anh thấy em rất là dễ thương. Em cảm ơn anh. Em thấy anh sao? Em không biết nói sao á. Cảm nhận của mình khi mà mình gặp anh lần đầu tiên như thế nào? Thầy coi đẹp nè. Đó, có nói là nói tiếng Nhật. Bây giờ xấu hả? Là sao em cái từ đó anh cũng quên mất rồi. Anh cảm ơn đại với em quên từ đó rồi. Nhìn anh rất là men.
À em, cảm ơn. Anh muốn hiểu em là cái quan điểm về tình yêu của em là như thế nào? Dạ, tin tưởng lẫn nhau anh. Nếu mà mình tiến đến hôn nhân á, thì em nghĩ là thời gian bao lâu là mình có thể đi đến cái hôn? Cái này em tùy thuộc vào cái tính cách mình có phù hợp hay không. Nếu như em cảm thấy là phù hợp thì mình sẽ tiến đến hôn nhân nhanh. Còn mà không phù hợp thì có thể sẽ kéo dài hơn. Nên là em nghĩ là tùy duyên thôi. À, mình đến đây thì như cũng là một cái duyên, đâu phải dễ gì mà mình gặp nhau ở trên một chương trình như thế này. Anh mong là em cho anh một cơ hội để cùng em tiến đến hôn nhân. Dạ, em và anh biết. Sẽ tặng cho em một bài hát nữa. Bài dạ. Hát tiếng Việt, vậy là bài hát tiếng Việt. Dạ. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó, đã có anh ở đây sớt chia, chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh nhé em. Trời ơi, nói thiệt nha, tôi hài lòng về cái bên nhà trai này quá luôn à. Con gái á, là con phải chải tóc cao cao lên chút xíu, con nói chuyện con hay ngẩng lên chút xíu để cái mặt nó sáng lên. Tối rồi nó sẽ bị u buồn. Đúng rồi, u buồn đó. Mặt con xinh chứ không phải là gì đâu, đừng có ngại nha. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta để tay nút bấm, bắt đầu suy nghĩ để xem cô gái đó có hợp với mình hay không, để xem chàng trai đó có phải là một nửa yêu thương của mình hay không, và kiểm tra lại xem đúng như trái tim mình mách bảo thì mình bấm nút. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm nút. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Được rồi đó. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu nha. Chúng ta sẽ cùng đi đến cuối con đường. Một bài hát rất hay, và ngày hôm nay các bạn cũng như thế đấy. Hãy nói gì với người lớn đi nào. À, con xin gửi lời cảm ơn đến ba mẹ, cô và em gái và anh chị người kia đã đến đây cổ vũ cho con. Và con xin cảm ơn cô đã đến đây để tham dự buổi ngày hôm nay. Và con xin phép cô cho tụi con bắt đầu hẹn hò và tìm hiểu nhau ạ. Và con hứa sẽ tụi con sẽ tìm hiểu và sẽ tiến đến hôn nhân, và sẽ luôn quan tâm và ở bên cạnh em, chăm sóc em trong thời gian sắp tới ạ. Nói với mẹ. Dạ con chào cô ạ. À, con cảm ơn cô đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ. À, nếu mà có cơ hội để làm con dâu của cô thì con sẽ cố gắng hết sức để có thể làm một cô nàng dâu tốt ạ. Rồi. Như vậy là trời được ơi đó. Giờ xin phép mẹ đi cho hôn vô má. Nụ hôn đầu tiên. Dạ con xin phép cô cho hôn bé ạ. Hôn bé. Hôn kêu nghe ngọt xớt ha. Thiệt á, đúng là hôn bé luôn á, một cái chốc. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện Robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, Robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắt he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt.
mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nước khoáng Lãnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Lãnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh. Chờ bạn gái đi. Mỗi một câu chuyện trôi qua là mỗi một lúc chúng tôi đong đầy những cảm xúc trong con người của mình. Và tất cả những người thực hiện chương trình bao giờ cũng mong muốn rằng hạnh phúc sẽ đến với những cặp đôi đã bấm nút Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn tất cả những gì mà quý vị đã ủng hộ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình cũng rất cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Em muốn tìm một người bạn trai thế nào? Không mắt hỉ, không hỏi à? Không gì? Không hỏi, không hỏi à? Đừng, đừng nói chuyện hỏi. Đừng, né đi, né đi. Trời ơi, trong cái chương trình này là mình né cái chuyện hỏi đi nghe. Lúc em khóc cũng cười. Dạ. Lúc em đau bụng cũng cười. Được, đúng không em? Sao thôi đâu có làm, phải không? Đau bụng sao cười được? Em cũng có nhiều điểm mạnh. Chẳng hạn như em biết nấu ăn. Có thể em nấu một cái đám giỗ 6 mâm mà một mâm 5 món, 30 món nó không giống món nào em cũng vẫn nấu được. Thấy gì ta? Hay một quá. Mình thôi, không cần nhiều người thôi. Ơi. Chứ lại em cũng thích đờn ca. À dạ. Tôi em cũng từng là quân nhân trong đài truyền hình thành phố, em cũng có đi thi ở Bến Thành. Chương trình được phát sóng vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.